chiều nay bê hồ khăn tiếng đơm nhiều quá quay khóc luôn làm sao cho đêm nay bớt để cho bé ngủ ngon hơn ơ mẹ đừng lo có em đi cóp OCP xẹt dán dễ dàng chỉ cần dán bé sẽ bớt hò chỉ cần dán bé sẽ ngủ ngon có anti cóp OCP dán ngay